Chiều 18 tháng 11 nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham Mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Hậu Cần. Chuyện trò với lãnh đạo chỉ huy cán bộ giảng viên của Học viện Hậu Cần, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao những kết quả trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và những nỗ lực cố gắng của cán bộ giảng viên nhà trường trong sự nghiệp chồng người. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, Thời gian qua, Học viện hậu cần đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nhất là về công tác giáo dục đào tạo. Tập thể luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, xứng đáng là cái nôi đào tạo cán bộ hậu cần tài chính quân sự. Đồng thời tin tưởng, với bề dày lịch sử hơn 71 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Học viện hậu cần sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao lãng hoa tươi thắm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng nhà trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam.